Lớp mình ơi, cô quay bài hướng dẫn các con cách đọc từ nha. Hôm nay chúng ta đã được học 6 từ mới về chủ đề đồ dùng học tập đúng không nhỉ? Chúng ta hãy nghe thật kỹ và chúng ta sẽ luyện đọc nhiều lần, sau đó gửi bài cho cô nha. Pen, pen, pencil, pencil, rubber, rubber, ruler, ruler, pencil case, pencil case, bag, bag. Chúng mình cùng đọc một lần nữa nha. Pen, pen, pencil, pencil, rubber, rubber, ruler, ruler, pencil case, pencil case, bag, bag. Is a pen, is a pen. It isn't a pencil, it isn't a pencil. It's a ruler, it's a ruler. It isn't a rubber, it isn't a rubber. It's a pencil case, it's a pencil case. It isn't a bag, it isn't a bag.